Trời ơi, cả ta lâu á. Cái gì này? Ơ, cái gì đấy bạn? Bạn này xài cái gì này bạn? Ô, sao giống phiên bạn hack ấy nhỉ bạn nhỉ? Mình không kịp làm gì luôn này. Ô, mi bạn ơi, bạn lấy ra hai cái đạn mana anh nhá. Cũng không có luôn bạn ạ. Hello chào bạn nhé, chào mừng bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Ok, hôm nay mình sẽ chơi cái ác phụ của mình nhé, không chơi ác chính nữa nha bạn nha. Prompting ác phụ của mình, à ác chính của mình ở đây mình tìm nha. Em ác chính của mình lọt top bao nhiêu. Đã chính của mình là top 94 bạn ạ, tôi thắng rồi nhá. Top 94, ok. Ok vô. Mấy kèo? Hôm nay solo trong quân đoàn này anh em ạ. Solo rồi mình sẽ đánh nha. Shop mình hôm nay bán 5 kèo nhé. Ok, 5 kèo. Ai thắng 3 rồi. Hai tháng ba nào win. Ok, 5 kèo này. Ok rồi, ok nha, ok chốt nha anh em. Mời. Ok, im đội hình à. Đội hình có ổn không? 2212 à, hai người anh chả vinh nhau đáng bao nhiêu đâu. Hello hiện là tao bạn Thịnh này là ở quân đoàn khác anh em ạ. Mình mời bạn ấy không vào, có mỗi bạn ấy thôi, nhưng mà đến khi mà biết mình làm YouTube thì bạn ấy mới tham gia clan của mình. Ok, mình sẽ đoán nha, mình nghi con này sẽ là ở giữa hoặc là ở trên anh em ạ. Ôi xời, anh em bình tĩnh, không phải suy đoán làm gì, suy luận làm cái gì hết ạ. Từ từ nha anh em nhá. Nó đá đi. Ok, không cần băng đâu anh em ạ. Trời ơi. Bơm máu anh em nhá. Quất cho con này kia thì cứ mà họng bét, họng hết người luôn. Bóp luôn anh em này. Trời ơi, mình đoán chuẩn anh em ạ. Mình hôm qua mình bắt được một cặp như vậy, đoán khá là chuẩn. Ok, đấy vị trí của người, nhưng mà thực sự là con lấy kia bọn mình chạy nhanh quá. Sáu phát hạ hạn gì trên này anh em nhá, không có một cái vị trí nào hết. Băng sáu epic anh em ơi. No. Win rồi. Good game. Ok, em một ván anh em nhá. Bạn này có hóa to. Ok, mình sẽ thổi con đá của mình về. Thổi hết về. Đó. Good game, good game. Nhây tí nha anh em nhá. Không ra một con gì hết anh em nhá. Yeah, win. Nhây anh em ơi, win một. Một không nha, một không. Nào, kèo hai nào. Kèo hai, solo bạn này xem nào, bạn thấy nào. Kèo hai 1-0 anh em. Đội hình này, đội hình khá chắc chắn anh em ạ. Nào vô đó và thành mình cấp 8 ạ. À, ác phụ mình còn chính tỏ là ác phụ của mình cũng địch lại nhiều bạn phết đấy, vip phết bạn, không phải là ác phụ cùi đâu anh em ơi.
Con này mình vừa xin được đầy đủ lên tận 40 anh em ạ. Ok, mình sẽ thả đường dưới nha anh em nhé. Bóp này anh em ơi, chết rồi, bóp phải ảo giác rồi. Hỏng ăn rồi, mình biết nghe. Con thật thì con ở trên này rồi anh em ơi. No, giết nó đi anh em. Summon đường này anh em nha. Ô, oh, ô, oh, bạn này đỉnh, đỉnh, đỉnh luôn anh em ơi. Cái trường hợp này là... Đây anh em cho bạn này cho Ninja Fay kè sáp vào đây nha anh em nha. Ok, chạy cầm băng nhau anh em ơi. Anh em cứ bình tĩnh đánh thôi. Trận này mình ăn tốt trận này luôn. Ok anh em. Anh em cho này ở đây luôn. Nhìn nó phải bá luôn rồi. Lật được nha anh em, mình lật được. Cái trận này mình vừa nãy mình đánh tính toán rồi. Chỉ giết những con chủ lực thôi anh em ạ, chứ mình nói thật rồi. Ok, đã vậy thì kè cho gọi phá cho thích luôn này. Nào bạn nào ra này đây để mình ra. Ok, vậy thì bóp luôn anh em ơi, không cho sống một tí nào luôn. Băng lại luôn anh em ơi, nhảy. Saman luôn anh em ơi, một mình một đối một luôn. Mom du cây sừng anh em ơi. Bạn này không ăn, bạn này là hay không chắc anh em ơi. Mom du cây sừng tiếp anh em ơi. Dập về cho anh em ơi. Vẫn quý anh em ạ, trời ơi. 2-0. Vãi ghê thế, trời ơi, không mạnh ghê. Tiếp đi, Thịnh ơi. À, bạn Thịnh mời solo công bằng à, ok. Nếu mà bạn thích chơi công bằng, mình sẽ chơi công bằng với bạn luôn nha. Chơi bằng bạn em bán ba chơi công bằng anh em nha, tất cả mọi level tướng đều bằng nhau, quan trọng là ai có con tướng khác thôi anh em ạ, còn tất cả mọi thứ đều bằng nhau hết. Ok, đốt mom cu cây sừng anh em ơi. Tại ngài à, con cẩu anh em ơi, có cẩu kìa. Cho thêm mình trên anh em ơi. Kệ bạn đấy nha anh em nhé. Để về giúp đi anh em ơi. Hỏng ăn rồi. Saman đứng trên anh em nhé. Bơm máu ở đây này anh em này. Bạn đấy sẽ là, bạn đấy sẽ tượng con thật ở đây nha anh em nhé. Nhưng mà thật không phải đâu. Đó anh em thấy chưa. Ok này anh em ơi. Băng lại đi anh em ơi. Ok, bóp đi anh em ơi, bóp để cứu con Saman anh em nhá. Có đang cày cúp không? Từ từ bạn ơi, mình đang gặp kèo. Kìa anh em nhìn này, nhìn này, kè 6 và thành luôn nha anh em, ép luôn vị trí. Win rồi anh em ơi, win rồi, win rồi, win rồi. Win rồi, win rồi, win rồi. Chỉ là bạn này không bị đỡ ứng nữa thôi. 3-0 anh em. Trời ơi, đang gạt kèo tí nữa. Ok, 3-0 rồi. Nhường nhà tôi đi học, ôi giời, không nhường, đánh gạt kèo ấy. Ok, 3-0 anh em. Vậy ok, bạn này là bye. Ok, hẹn, ok, hẹn lúc khác nha. Các anh em thấy quý đỉnh không? Đánh, chấp luôn.
Vừa ok xong rồi. Xong rồi, có việc gì đấy bạn ơi. Anh em nào đang xem video này, nếu mà có chơi Zalo Facebook, anh em ở vào phần mô tả video giúp mình nha. Có đường link Facebook và Zalo ở đấy tất nha anh em. Anh em có thể nhấp vào. Nhiều con mình không biết dùng anh em ơi. Cái dù bên lợi cát 7. Bạn này lần trước mình cài lên cho cát 7 với bạn Thịnh. Vừa nãy mình solo cũng cài lên cát 7 nha bạn nhá. Nhiều bạn lắm, mình ở đây mình cài cho mấy bạn rồi. Ok, tí nữa nha. Rồi mình chắc vậy chơi để lấy cái dương anh em ơi. Ở bên cạnh này mình không có một cái dương nào rồi, chán quá rồi. Con rút máu khó chịu vãi. Khó chịu à. Tí nữa đi học luôn, ok. Ok, học đi. Ok, mình học xong rồi nha anh em nhé. Mình năm nay 19 tuổi rồi anh em ạ. Cũng là cái tuổi gọi là phải đi làm rồi, ít có thời gian rảnh lắm. Hello, bạn này bạn thành cấp 9 anh em ơi. Đánh hết anh em nhé. Đá cấp 10, thực sự rất là oai luôn các bạn. Đá level rất là cao. Ok, mình cho đá cấp 8 của mình ra. Thua tận 400 vẻ và thua tận 800 thẻ nha bạn nha. Bạn này chơi phong cách kiểu gì này? Hút máu anh em ơi. Cho bơm máu ra nha anh em nha. Ok, một mình xa man đường kia này nha anh em nha. Chơi là phải chơi phong cách này. Chết rồi, con đấy gọi mình chết rồi. Ok, cho tanh anh em ơi, tanh bảo vệ thôi. Ôi, băng hơi phí anh em ơi, quá phí luôn. Anh em kè thành giúp mình luôn nha. Kè luôn đây anh em ơi. Đó, kè luôn đây anh em ạ. Chơi ép luôn, ép đối thủ ấy luôn. Giờ là anh em mom tu cây sườn giúp mình rồi. Trời ơi, chơi gì mà chơi toàn thua này anh em. Ôi trời ơi. Thôi end game luôn cho nhanh nha anh em nhé. Cho pháo vào thành cho nó end game nhanh. Cho vào đây. Yeah. Win anh em. Đây là Master 2 chưa bạn? Chưa bạn ơi, mình chưa bạn ạ. Trời lá quá bạn ơi, mình chưa bạn ơi. Mới có 5.320 mấy điểm rồi, 26 hay sao bạn? Mình chả biết mình cứ ắng bừa vào các bạn, nhưng mà 5.300 bao nhiêu. Học đi. Tối về. Một vắng nguyên em ơi. Chơi tiếp này anh em ơi. Trời ơi, lag luôn anh em ạ. Trời ơi, cả Zalo á. Cái gì đấy? Cái gì đấy bạn? Bạn này xài cái gì này bạn? Sao giống phiên bạn hack nhỉ bạn nhỉ? Mình không kịp làm gì luôn này. Im bạn ơi. Bạn lấy ra hai cái đạn mana anh em. Mình phải gửi vô nhóm anh em ơi. Phải hack không mọi người? Vừa vào ra một đống quân. Xem lại trận này nha anh em nha. Không biết xem lại được không? Đây. Không ạ, không xem được nổi anh em ơi. Xem mà mình muốn xem không biết. Trời ơi. Sao thế nhỉ? Mình rõ ràng mình đánh kiểu ấy mà anh em. Sao bạn này giống như bạn hack kia nhỉ? Đây, đúng rồi, bạn ấy vừa vào bạn ấy ra con này luôn đúng không anh em? Trong khi đó không có dạng mana luôn này. Rất chi là kiểu gì đó. Bạn này hack rồi.
Trời ơi. Vừa gặp khách anh em ơi. Khách luôn anh em ạ. Sao không chạy xem mẹ được trận đấu vậy nhỉ? Buồn quá. Đây anh em xem nhá, xem mẹ được rồi này. Đấy. Đấy. Phải hack không anh em? Quá hack rồi đúng không anh em? Mình không tin luôn, mình vừa mới nhắn tin tí mà ra đã thế mà không có một tí dạng mana luôn. Đây mana ở dưới vẫn là không. Bạn ấy có cho hay không à? Bạn nhìn chưa? Này. Chù, chơi hack này chơi kiểu chơi hack này chơi kiểu làm gì? Hết quân rồi, năm khi đó mình mới được có 4 mana, 5 mana bạn này ra hết binh rồi. Ảo chưa? Hỏng ai hỏng ai hỏng anh em ơi. Thôi thôi kệ bạn đấy nha. Thôi mình làm bán này. Hay cơ bạn. Thôi không sao, gặp hack thì thôi chấp nhận anh em ơi. Nó mà kiểu như Liên Quân mà có tố cáo thì thôi rồi. Lượm ơi. Xin vĩnh biệt cụ luôn ấy. Trời ơi, lại bị mạng em ơi. Bán ơi, tụi em bị hack ạ, gặp hack ạ. Mạng wifi kém anh em ơi, chơi này không chơi được. Đúng rồi, mẹ thôi mà. Ok, ok em nhá. Mất mạng anh em ơi. Thôi clip bình thường từ đây nha anh em nha. Tự nhiên gặp mà bạn hack vừa nãy thôi chơi kiểu gì nữa. Anh em có gặp trường hợp này bao giờ chưa ạ? Để lại phần bình luận dưới giúp mình nhá. Ok, cảm ơn các bạn anh em đã xem clip mình nha. Bye bye.